mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, một chương trình không chỉ thân thiết với các bà nội trợ mà còn là địa chỉ cho các bạn có một chút tâm hồn ăn uống nữa, phải không anh Huy? Minh Châu nói đúng rồi, nhưng mà em nói về chương trình mình như vậy có sợ là quý vị khán giả xem là chúng ta hơi không khiêm tốn không Minh Châu? Trời ơi anh ơi, không phải là do ý của em mà là trích từ thư của khán giả nên đâu có gì đâu. À mà vị khán giả ở quận 5 này còn chia sẻ là cứ đến giờ phát sóng thì dù bận bịu đến mấy chị cũng phải xem cho bằng được để có thể học hỏi thêm thật nhiều món ngon mà mới lạ nữa đó. Cho nên hôm nay anh Huy đừng có làm khán giả thất vọng nha. Được rồi, chắc chắn rồi. Đến với chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một món ăn rất ngon có nguyên liệu chính được làm từ cá ba sa, một trong những đặc sản rất nổi tiếng của vùng sông nước An Giang. Wow, cá ba sa thì rất là ngon bởi vì thịt thì mềm, nạc nhiều là như một miếng thịt vậy đó, mà lại không hề có xương nữa chứ. Em rất là thích luôn á. Minh Châu biết không, cá ba sa rất là bổ và thịt cá ba sa rất là tốt cho sức khỏe của con người. Và hiện nay là cá ba sa được xem là một mặt hàng xuất khẩu rất nổi tiếng của Việt Nam sang thị trường nước ngoài nữa đó. Vậy thì hôm nay anh Huy làm món gì của cá ba sa vậy? Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món cá ba sa ôm sốt mayonnaise. Kính thưa quý vị, để chế biến món cá ba sa ôm sốt mayonnaise, chúng ta cần có khoảng 200g cá ba sa phi lê, ớt sừng, rau bó xôi 100g, tỏi băm, bột mì, sữa tươi không đường, dầu ăn, tiêu, hạt nêm Azingon và sốt mayonnaise Lisa. Kính thưa quý vị, cá ba sa phi lê sau khi chúng ta mua về, rửa sạch và thấm khô nước. Sau đó cắt từng miếng vừa ăn. Đây, em cắt ra làm 3 vậy là được rồi. Sau khi chúng ta cắt cá ra từng miếng vừa ăn, sẽ ướp với nửa muỗng tiêu. Đây là nửa muỗng cà phê tiêu nha. Nửa muỗng cà phê hạt nêm Azingon. 2 muỗng cà phê tỏi băm. Rồi, anh Huy sẽ trộn đều lên nha Minh Châu. Chúng ta sẽ cắt rau bó xôi ra thành từng khúc vừa ăn, khoảng 5cm là được rồi. Cắt ớt ra từng lát. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ xào phần cải bó xôi này. Chảo nóng chúng ta sẽ cho vô một ít dầu, cho một ít tỏi vô, phi thơm tỏi lên. Rồi khi tỏi thơm lên như thế này rồi, Minh Châu sẽ cho toàn bộ rau bó xôi vô. Đảo nhanh tay giùm anh Huy, sẽ nêm Azingon. Rồi một chút xíu cho thiêu cho thơm nè. Vậy là tắt lửa được rồi đó Minh Châu à. Nhanh vậy hả anh? Chúng ta không nên xào lâu quá bởi vì một chút xíu còn một thời gian là ôm chung với cá nữa. Bước tiếp theo là em vẫn mở lửa lên cho anh. Rồi anh Huy sẽ cho cái phần cá ba sa này áo sơ qua một lớp bột mì. Đây, ta sẽ cho sơ qua bột mì chỉ một lớp mỏng thôi, rồi mình cho chiên lên về cho anh. Và chúng ta cũng chỉ chiên cho săn mặt cá lên là được rồi. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta chiên cá áo qua một lớp bột mỏng như thế này, sau khi bỏ vô ôm thì đảm bảo với quý vị là cá sẽ được săn chắc và không bị nát. Bước tiếp theo là anh Huy sẽ sử dụng cái nồi này để ôm cá. Đây, anh cho toàn bộ rau bó xôi mình đã xào sẵn một lớp ở dưới. Tiếp theo anh Huy sẽ cho cá lên từng lớp như thế này. Kính thưa quý vị, để món cá ba sa ôm sốt mayonnaise được ngon thì chắc chắn chúng ta phải có một cái loại sốt rất là ngon và đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta pha sốt. Đây là sữa tươi không đường, chúng ta sử dụng khoảng 2 muỗng canh. Tiếp theo là sốt mayonnaise Lisa, chúng ta sẽ cho vô khoảng 3 muỗng canh. Chúng ta sẽ rưới đều phần sốt này lên nha. Rồi, tiếp theo anh cho ớt như em nói lúc nãy nè. Bây giờ anh sẽ thêm một ít tiêu nữa là được rồi, cho nó thơm. Anh sẽ đậy nắp lại. Thời gian ôm là bao lâu vậy anh Huy? Chúng ta sẽ ôm cá trong khoảng 5 phút là được rồi. Và bây giờ khi mà cái nồi đủ đồ nóng lên rồi, em giảm nhỏ lửa một chút xíu. Anh Huy ơi, sao em cứ thắc mắc không biết là cá ba sa mà ôm với cả sữa tươi và sốt mayonnaise sẽ như thế nào hả? Kết quả như thế nào hả? Bây giờ là đến giờ em phán xét rồi đây. Bây giờ anh Huy sẽ gấp mấy miếng cá này qua để trang trí cho nó đẹp. Anh cho qua một cái dĩa riêng. Đây, rau bó xôi chúng ta sẽ cho ra. Bây giờ lại để cá lên trên. Quá đẹp. Vậy là xong rồi đó Minh Châu. Đây đây Châu ơi, đây là phần không thể thiếu trong chương trình. Anh có một miếng ớt cho em. Anh nói chơi thôi, ớt trang trí cho đẹp. Chắc chắn là phải có cá với cả bó xôi rồi. Anh Huy làm em lo lắng bất ngờ. Em ăn thử nha.
ăn một miếng nhỏ nhỏ thôi nha mới cảm nhận được cái vị ngon từ cá và rau đó. Em thấy thế nào nè? Cá rất mềm, giữ được cái độ ngọt bên trong mà sự kết hợp với cả sữa tươi cộng với lại sốt mayonnaise thì chua chua béo béo, rất là lạ miệng luôn đó. Em nghĩ món này thì trẻ em cũng thích, người lớn tuổi cũng thích nữa. Ngày hôm nay em rất là cảm ơn anh Huy và chắc chắn là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng cảm ơn Huy rất là nhiều đó. Và quý vị thân mến, quý vị có thể liên lạc với chương trình theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai và số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Bây giờ thì anh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.